Chào tất cả anh em, con xin chào tất cả các chú. Hôm nay đang mang người ta với mấy cái bù lòng luôn nha, chứ không có kim vít, tại vì nó cái đó nó mạnh á, cái đầu mà kim vít thì nó không có được mạnh, nó sợ bẫy. Dạng mang người ta nè, với bù lòng, với bơm dùng pin mang người ta luôn đó. Thì đầu tiên xin giới thiệu trước cái đèn mang người ta trước đi. Rồi. Cái đèn nhỏ nè, đèn mang người ta nhỏ, tại vì có bán đèn lớn thành ra nó thành phân biệt đèn nhỏ với đèn lớn đó. Đèn nhỏ này 220, đèn lớn thì 320 đó. Đồ nó lên giá chút xíu, lúc trước có nó ít hơn 220. Đèn nhỏ này 220 anh em, đèn lớn này 320. Để em thử cho anh em xem, đèn nhỏ này nó tầm 300 gram à, 300 gram. Đèn lớn này nó 500 gram. Trọng lượng. Nó xài pin Makita nha anh em. Đó, đẩy vô. Thì nó có hai chế độ sáng một và sáng bóng giữa vậy nè. Và chế độ thì sáng full hết luôn, sáng đầy đủ hết. Đó này, sáng đầy đủ nè. Rồi chính giữa là tắt, mình đặt qua đây nữa. Đó. Đó. Đèn này thì 220. Đèn nhỏ 220. Đây là đèn lớn. Đèn lớn thì 320. Đó thấy không? Nó không sáng đèn phẳng trên nha. Nó sáng full hết luôn đó. Thì nó có công tắc này nè. Xài pin Makita. Tán nhiệt này bằng nhôm, thành ra nó anh em rất là an tâm, không sợ nóng. Đó, rất là sáng luôn. Không, sáng lắm. Đó, thằng đó là đèn Makita. Rồi tới cái bơm đi. Bơm xài pin Makita luôn. Đây, bơm đây. Nó có hai cái đầu phụ. Hai đầu này để bơm cho những cái loại xe khác đó, bánh khác đó. Nó có màn hình hiển thị luôn nha anh em. Hiển thị cái công suất trên đây luôn. Bơm mấy ký đó, nó hiện lên trên đây luôn. Cứng. Đó, để em lấy cái này. Nó cứng chút. Hơi mới, độ mới vậy. Đây. Nó hiển thị số trên đây luôn nha. Là khi mình chặn lại nè. Thì số ký là nó thôi, mình chặn lại nó hiện lên ha. Nó bao nhiêu ký, nhiều ký á. Cái tiếng hơi của nó anh em nghe thấy tiếng rồi đó, nó rất là mạnh, thấy không? Mạnh lắm, bơm rất là nhanh luôn. Đó, em không hơi rất là mạnh luôn, có đèn. Ở đây mình có thể set up ký của nó trên đây nè. Khi mà đầy nó ngưng. Cái này thì em mới lấy về, em chưa nghiên cứu. Nó để cái nút trên này để set up, thấy không? Đó. Thấy không? Nó có xả, có bơm vô luôn. Rất là mạnh luôn. Thì cái bơm này là 950, chưa bao gồm pin nha anh em. Anh em xài pin thì đóng, em đóng thêm cho. Đó.
Thằng bơm này có mấy cái anh em về được 4 cái thử thôi, anh em có chốt thì chốt nhanh lên tại vì cái này không có số lượng nhiều. Còn mấy cái đèn này thì em về được nhiều. Còn cái thằng bu lông này là thằng bu lông này lớn nha, cái đầu này là đầu đặc luôn. Đó, trọng lượng của nó nặng lắm. 1,8 kg, gần 1,8 kg. 1,7 kg. Rất là nặng luôn. Cái clip này sẽ test thực tế cho anh em là ở sau cùng cái clip đó có test thực tế. Mở bánh xe máy cài luôn. Thì cái thằng này cũng 950 luôn nha anh em. Đồng giá với cái bơm đó. Nó này nó bự mạnh mà lực nó mạnh lắm. Không than mạnh. Cái đầu của nó đầu sắt bằng kino luôn. Cái thằng bơm cũng bự nữa. Thằng cái thằng không than này. Cũng bự luôn. Đó, cần thực tế cho anh em xem lực đó. Này nó bự nặng lắm. 1,7 kg. Còn cái bộ lông này thì bộ lông nhỏ, bộ lông này nó nhỏ hơn thì nó cũng lực mạnh lắm á. Cũng 1,2 kg chứ không ít. Nó có nút chỉnh lực nè. Đó, cái thằng này thì có 550 à. Này cho anh em mở xe gắn máy này kia được. Cái này là mở xe xe bốn bánh này đó. Xe máy cài, ốc xe máy cài này kia đó. Thì về cũng gói gọn vô thôi. Cái đèn có nói giá hết trơn, anh em chốt thì nói tên nói giá giùm em nha. Anh nói giá lại cho anh em dễ chốt nha, đèn nhỏ. Chốt đèn nhỏ 220. Đèn lớn 320. Đèn lớn thì 320. Bộ lông nhỏ này thì 550. Bơm thì 950. Bộ lông lớn 950 rồi. Cảm ơn anh em với các chú đã xem clip nha. Xin cảm ơn và chào.